Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Cơ thể bạn nói gì để chúng ta cùng nhau lắng nghe chia sẻ về những vấn đề sức khỏe thường gặp. Và ngày hôm nay, chủ đề mà chúng ta cùng nhau trò chuyện đó chính là giải pháp hạ và ổn định đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Thưa quý vị và các bạn, có một đại dịch toàn cầu ở thế kỷ 21, tuy không phải là một căn bệnh lây nhiễm, thế nhưng lại là một kẻ giết người thầm lặng, đó chính là bệnh đái tháo đường hay còn gọi là bệnh tiểu đường. Rất nhiều bệnh nhân tiểu đường có chung một câu hỏi, đó là tại sao họ dùng thuốc Tây rất là đều đặn, thế nhưng đường huyết vẫn cao hoặc là lên xuống thất thường. Vậy thì ngày hôm nay lời giải đáp sẽ có trong chương trình và tìm ra những giải pháp giúp hạ và ổn định đường huyết dành cho những bệnh nhân tiểu đường cùng với phần tư vấn của các chuyên gia trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay những vị khách mời của chương trình. Xin được giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trí Bình đến từ Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Xin chào MC, kính chào quý vị khán giả. Vị khách mời thứ hai xin được giới thiệu chú Đặng Hiền Binh đến từ quận Cầu Giấy, Hà Nội. Xin chào MC, xin chào bác sĩ và xin chào tất cả mọi người. Và cuối cùng xin được giới thiệu cô Lường Thanh Xuân đến từ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Xin chào MC, chào bác sĩ. Xin chào tất cả các bạn khán giả. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta có cuộc trò chuyện cùng với những vị khách mời trong chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một đoạn phóng sự ngắn ngay sau đây. Hôm nay, chuyến xe của chương trình Cơ thể bạn nói gì có dịp tới nhà cô Lường Thanh Xuân, 47 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Một bệnh nhân tiểu đường đã 5 năm nay. Từng là kế toán trưởng của một công ty may mặc có tiếng ở mảnh đất thủ đô này. Nhanh nhẹn lại hoạt bát. Ấy vậy mà từ ngày bị bệnh tiểu đường ập tới, sức khỏe sa sút, làm việc thì lúc nhớ lúc quên, đã khiến cuộc sống của cô bỗng trở nên khó khăn, khổ sở. Năm 2015 ấy, tự nhiên tôi thấy cơ thể có nhiều dấu hiệu rất là bất thường. Trước đây thì làm quần quật cả ngày không thấy mệt. Thế mà cái thời điểm đấy thì làm hơi một tí thôi là mệt. Lúc nào cũng thở hổn hển như là vừa lao động cực nhọc xong ấy. Rồi đêm thì dậy sục sạo đi tiểu 4 đến 5 lần liền. Mà lúc nào cũng khát nước, rồi lại thèm ăn đồ ngọt. Bị sút đi hẳn 6 cân ấy. Chân tay thì bị tê như kiểu là bị kim nó châm vào ấy. Rất là khó chịu, rồi mu bàn tay bàn chân thì lại rát bỏng. Da rẻ thì sạm đi, nhìn soi gương thôi mà nhìn trông cũng thấy rất là chán. Lo lắng cho sức khỏe của mình, cô Xuân vội vàng tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô để kiểm tra. Và thật sự choáng váng khi bác sĩ thông báo cô bị tiểu đường rất nặng khi tuổi đời lúc đó mới có 42. Khi mà tôi biết là tôi bị tiểu đường ấy, cái đường huyết của tôi lúc đấy rất là cao, tôi không thể nào quên được. Nó ở cái mức 34,5. Tôi phải nhập viện ngay và được tiêm insulin và uống thuốc Tây liên tục để hạ đường huyết. Thế thì sau một tuần thì tôi hạ xuống được 16,1. Nhưng mà sau khi ra viện ý, tôi vẫn uống thuốc đều đặn theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nhưng mà nó vẫn ở cái mức cao, dao động từ 10 đến 13 ấy. Còn chú Đặng Hiền Binh, 70 tuổi ở Cầu Giấy, Hà Nội, phát hiện ra mình bị tiểu đường khiến chú nếm trải đủ mùi khó khăn, khổ sở khi mang trong người căn bệnh được mệnh danh là kẻ giết người thầm lặng này. Tôi đi khám ở bệnh viện Nội tiết Trung ương thì bác sĩ bảo là tôi bị tiểu đường với cái mức đường huyết là 10,8 milimol trên 1 lít. Thế và kê thuốc Tây. Thế thì tôi cũng có mua một cái máy đo đường huyết ở nhà để tiện theo dõi. Thì thấy cái đường huyết nó không ổn định một chút nào. Đấy, có lúc thì nó 7-8 milimol trên lít. Có lúc thì nó lên đến 10 milimol trên lít. Nhưng mà có lúc nó lại tụt xuống có 4 milimol trên 1 lít. Người lúc nào nó cũng mệt mỏi. Ngay cả cái chuyện mà sinh hoạt vợ chồng, tôi cũng không thấy ham muốn gì nữa. Trước chú Binh là bộ đội, sau khi ra quân thì chú lại tiếp tục làm công việc quản lý ở công ty nước giải khác. Công việc mấy chục năm thăng trầm, vất vả, nhưng chú bảo cũng chẳng bằng một năm mắc bệnh tiểu đường này. Từ mất ngủ do đêm nào chú cũng phải dậy đi tiểu tới 4-5 lần, cho tới việc ăn rất nhiều, uống rất khỏe. Nhưng trong vòng có 3 tháng, chú sụt những 10 cân. Cái mắt tôi là tự dưng nó cũng mờ đi, để nhìn vào cái gì nó cũng nhòe đi, không được rõ. Thế mà tôi phải dụi mãi mới định hình được ấy, thì nó là cái gì. Chân tay thì là nó cứ bị tê bì rồi nhức mỏi rất là thường xuyên, nó cứ như là kim châm ấy. Thế và cái chân của tôi là nó còn bị mất cảm giác ấy. Thỉnh thoảng ấy,
mà nhìn xuống chân thì lại thấy có những cái lở loét, mà cũng chả biết là nó lở loét từ bao giờ. Mà tôi cũng không biết là mình phải làm thế nào với lại cái căn bệnh tiểu đường của mình đây nữa. À, vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy là từ cái phóng sự ở đầu chương trình, hai bệnh nhân mắc phải bệnh tiểu đường thì mặc dù họ đã sử dụng thuốc Tây rất là đều đặn, tuy nhiên họ gặp phải chung một cái tình trạng, đó là đường huyết của họ quá cao hoặc quá thấp, không ổn định, mặc dù là họ đã sử dụng thuốc Tây rất là đều đặn. Vậy thì nguyên nhân là do đâu ạ? Có những nguyên nhân sau. Thứ nhất là ở bệnh nhân tiểu đường tiếp 2 thì có hai vấn đề trong cơ thể bệnh nhân, đó là tuyến tụy thì giảm tiết insulin. Cái thứ hai là cơ thể thì lại đề kháng với lại insulin. Cho nên đối với cái đơn thuốc ban đầu cách đây vài năm hoặc vài tháng ấy, thì bệnh nhân sử dụng ấy, đường huyết hạ ổn định, thì bây giờ thì cái hiệu quả của đơn đó đối với bệnh nhân thì đã kém đi nhiều, và người ta gọi là nhờn thuốc. Có những bệnh nhân thì thời gian đầu bị bệnh chỉ cần dùng một loại thuốc thôi, thuốc Tây thôi, nên theo thời gian thì có thể phối hợp 2-3 loại thì mới đạt hiệu quả mong muốn. Vấn đề thứ hai là có những bệnh nhân lúc đầu thì đường huyết rất cao, sau đó lại hạ quá mức thì khiến bệnh nhân mệt đột ngột, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đánh trúng ngực, vã mồ hôi, chân thấy bùn rùn và da xanh tái. Nguyên nhân là do tác dụng phụ của thuốc hạ đường huyết, sử dụng quá liều insulin, hoặc do bệnh nhân kiêng khem quá mức và vận động quá sức. Vấn đề thứ ba là đường huyết tăng cao do bệnh nhân không ăn kiêng hoặc là ỉ vào thuốc rồi, thế nên ăn kiêng sai cách. Có nhiều bệnh nhân nghĩ rằng họ sử dụng thuốc Tây thì ăn thoải mái, thế là đó là sai lầm. Hoặc có bệnh nhân thì họ lại giảm cơm nhưng lại thay vào một lượng tinh bột tương đương như là bún miến, ngô, khoai, sắn. Nhưng nhiều bệnh nhân tiểu đường lại kiêng khem quá mức thì cơ thể lại suy kiệt, họ ăn chay, thiếu chất, hạ đường huyết quá mức. Vấn đề thứ tư là bệnh nhân lười luyện tập thể thao. Vậy thì theo bác sĩ, đối với căn bệnh tiểu đường thì khi mà đường huyết quá cao hoặc là không ổn định thì sẽ gây ra những biến chứng cũng như hậu quả nào cho sức khỏe ạ? Đầu tiên thì đường huyết tăng cao sẽ khiến các bác sĩ phải tăng liều thuốc Tây và kết hợp thêm một vài loại thuốc nữa cho bệnh nhân, thậm chí là phải chuyển sang tiêm insulin. Nếu không có biện pháp kiểm soát đường huyết tốt thì bệnh nhân sẽ rơi vòng luẩn quẩn tăng liều thuốc Tây rồi lại tăng gánh nặng cho gan. Bệnh nhân vô hình chung thì phải chịu đựng nhiều hơn tác dụng phụ của các loại thuốc Tây. Khi mà đường huyết tăng cao, không ổn định sẽ gây ra rất nhiều biến chứng của bệnh tiểu đường. Biến chứng về tim mạch, xơ cứng động mạch, nhồi máu cơ tim, đặc biệt tai biến mạch não, gây liệt hoặc thậm chí tử vong. Còn biến chứng về thận gây tổn thương các vi mạch ở thận, giảm chức năng thận và suy thận. Biến chứng về thần kinh, trí nhớ giảm, không ngủ được. Biến chứng ngoại vi có tê bì, mất cảm giác chân tay, teo cơ, loét chi, lâu liền và hoại tử chi dẫn về cắt cụt chi. Về mắt thì đục thủy tinh thể, đục dịch kính và đặc biệt là thoái hóa võng mạc và điểm vàng. Vậy thì theo bác sĩ, hiện nay chúng ta có những cái giải pháp nào để kiểm soát tốt đường huyết ạ? Cái xu hướng của y học hiện đại ngày nay là điều trị đường là kết hợp đông tây y và ổn định đường huyết và giảm cái liều thuốc của tây y đi. Trong đông y thì có rất nhiều cái thảo dược mà giúp hạ đường huyết, hạ mỡ máu hiệu quả, đã có lịch sử lâu đời. Cái dây thìa canh, rồi ở Ấn Độ có hạt mê thi, rồi ở nước ta có cái mướp đắng gọi là khổ qua. Những cái cây thảo dược này tốt cho cái việc mà hạ đường huyết, ổn định đường huyết an toàn và hiệu quả. Đặc biệt có một nhân tố vô cùng quan trọng, yếu tố vi lượng. Ví dụ như là kẽm và crom, chúng là thành phần quan trọng của enzyme trong chuyển hóa đường. Theo nghiên cứu Đại học Harvard thì kẽm crom có tác dụng giảm đường huyết, tăng độ nhạy của insulin ở bệnh tiểu đường và quan trọng là ngăn ngừa được biến chứng ở võng mạc mắt của bệnh nhân, bảo vệ vi mạch và tránh được khỏi mù lòa. Một yếu tố vi lượng nữa là selen. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng mà các bác sĩ của khoa sinh học đại học là Ankara ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm ra và chứng minh trong việc kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa cái biến chứng của tiểu đường không những trên mắt, đặc biệt là tim, thận và tiểu cầu. Nguyên tố vi lượng nữa mà hay nhắc đến gọi là magie, có tác dụng điều hòa hàm lượng đường trong máu và ổn định huyết áp. Một cái vi lượng nữa là acid alpha lipoic, có tác dụng ngăn ngừa biến chứng tiểu đường và đặc biệt bảo vệ các vi mạch ở đáy mắt và cầu thận trước các nguy cơ mù mắt và suy thận. Vâng ạ, rất là cảm ơn những thông tin và những chia sẻ hết sức là hữu ích của bác sĩ. Vâng. Thưa quý vị và các bạn, tiếp ngay sau đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi một tiểu phẩm ngắn. Anh Đức có nhà không anh Đức ơi? Tôi đây. Đây. Ôi trời ơi con. Em gọi to như thế mà anh không nghe thấy cả. Nói nhiều quá, cho xin cốc nước. Uống nước hả? Ừ, khát nước quá, khát uống từ sáng đến giờ. Tôi chết, cứ uống nước suốt cả ngày như thế này hả? Không nữa. Này, không đùa được đâu nhá, tại sao lại uống nước nhiều thế, từ sáng uống nước nhiều không? Từ sáng đến giờ thì uống liên tục, mà cứ uống xong lại khát mà. Tôi chết, đường huyết của anh nó lên rồi. Tôi đo thấy đường huyết của tôi nó cao. Đúng rồi. Hồi này không hiểu nó cao thế. Mà mình cứ uống nước vào, thế nó đã được một tí thôi. Xong rồi lại khát nước, xong lại đi tiểu, xong rồi lại khát nước. Cái bệnh này em biết rồi, bởi vì là anh của em cũng bị đấy.
đấy, cái này là anh phải đến bác sĩ anh kiểm tra. Bởi vì là anh của em á, ngoài cái pháp đồ điều trị của bác sĩ, anh em lại còn dùng thêm một số những cái thảo dược như là mướp đắng này, cây lô hội này, hạt me thi này, dây thiều canh. Thế nhưng mà mình ở giữa thành phố thế này kiếm đâu ra những cái thảo dược ấy? Yên tâm, bây giờ á, thành phố toàn bê tông với cả bê tông, kiếm đâu được những cái thảo dược đấy? Mấy cái thứ để đun sắc, cái thứ nó lằng nhằng rắc rối lắm. Không, bây giờ không phải đun, không phải sắc. Bây giờ nhá, người ta đã bào chế ra thành một cái loại, nói chung là tiện lợi lắm. Ôi tuyệt vời, tôi giúp tôi ngay. Rồi, không phải tìm đâu xa đâu. Em sẽ mang đến cho anh. Ôi, yên tâm. Tuyệt vời. Cho anh cốc nước. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay hai nhân vật là những người đã xuất hiện trong đoạn phóng sự đầu tiên ở chương trình. Những người đã từng mắc căn bệnh đái tháo đường hay còn gọi là tiểu đường sẽ chia sẻ câu chuyện của mình cùng tất cả chúng ta. Đầu tiên thì Hoàng Phương muốn dành câu hỏi cho chú Đặng Hiền Binh ạ. Không biết là khi nào mình phát hiện ra cái căn bệnh của mình và cái tình trạng sức khỏe lúc đó như thế nào? Đặc biệt là đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của mình đã được cải thiện hay chưa? Tháng 5 năm 2010 thì tự nhiên thấy người nó rất là mệt mỏi. Thế rồi mắt ấy thì là nó bị mờ đi, nhòe nhìn không rõ, dụi đi dụi lại xong rồi là một lúc bắt đầu mình mới định hình được. Thế mà cứ nhìn hơi lâu một tí ấy, là nó mỏi hết cả mắt. Mà có những cái khi mà mình nhìn nó cứ có những cái chấm đen mà nó ở trong cái tầm mắt ấy. Thế rồi chân tay thì nó kiểu bị tê như là kim châm ấy này. Thế rồi đau nhức, có những lúc nó mất cảm giác, mình véo này không thấy đau. Có một cái là rất là nguy hiểm nữa là cái nó bị giảm cân, vẫn ăn uống bình thường, thậm chí ăn còn khỏe hơn. Chưa đến bữa là đã đói xây sầm mặt mày ra rồi, ăn vào nhưng mà rồi anh không biết nó đi đâu. Có 3 tháng coi như là sút luôn là 10 cân. Thế rồi là mới đi vào cái bệnh viện nội tiết trung ương để khám. Thế thì bác sĩ mới nói là bị tiểu đường. Bây giờ cái chỉ số nó là 10,8 milimol trên lít. Bác sĩ kê cho mình cái đơn cái thuốc gọi là cái thuốc tây đấy. Mỗi một ngày là uống 2 viên. Sau khi 2 tháng uống theo cái chỉ dẫn của bác sĩ thì vào khám ấy thì là nó ở cái mức tức là 8 milimol trên lít. Thế thì mình mới mua cái đo tiểu đường về để mình kiểm tra. Có những lúc thì nó lại 7, lại 8. Mà có lúc nó lại lên đến 10 milimol trên lít. Mà lại có lúc nó lại tụt xuống chỉ có 4 thôi. Bây giờ là rất là khỏe mạnh này. Đấy, da rẻ hồng hào, không có bị xám xịt như trước. Lại lên cân, lại khỏe mạnh. Cuộc sống gia đình rất là vui vẻ. Thần thái của chú tham gia chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Phương thấy rất là rạng rỡ, rất là tự tin, rất là hồng hào. Chứng tỏ chú đã tìm được một cái giải pháp rất là tốt cho sức khỏe và kiểm soát được đường huyết rồi đúng không ạ? Quay trở lại với cô Lường Thanh Xuân thì không biết là tình trạng của mình trước đây như thế nào và đến bây giờ thì cô đã kiểm soát được những cái vấn đề sức khỏe chưa ạ? Cô ấy thì cô phát hiện ra mình bị tiểu đường từ năm 2015 ấy. Cái thời điểm đấy là tự nhiên cô bị sút cân kinh khủng, chỉ trong có một tháng thôi mà sút hẳn 6 cân liền. Người thì tự nhiên là nó cứ hay bị mệt mỏi, mà động làm cái gì một tí là thở hổn hển này, rồi mồ hôi thì vã ra như tắm ấy, rồi lại thèm ăn đồ ngọt. Chân tay thì bị tê bì, cảm giác như là bị ngàn cái mũi kim nó đâm vào ấy. Rồi là các mu bàn tay này, bàn chân thì lại đau rát, nhức nhối rất là khó chịu. Mắt thì lại bị mờ đi. Cô cũng đến bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô để khám. Thì bác sĩ kết luận là cô bị tiểu đường. Cái lúc đó là cái đường huyết của cô nó rất là cao, ở cái mức 34,5 milimol trên lít. Bác sĩ bắt cô phải nhập viện luôn. Cô được tiêm insulin liên tục để hạ đường huyết. Thì sau một tuần thì may mắn là đường huyết của cô cũng giảm xuống được 16,1 milimol. Rồi lúc đó là bác sĩ cũng kê thuốc tây cho cô uống. Đường huyết nó giảm xuống nhưng mà vẫn ở cái ngưỡng cao. Nó dao động từ 10 đến 13 milimol trên lít. Sau đó thì cô nghe hàng xóm mách, rồi là mua thuốc của người dân tộc từ Lạng Sơn gửi về. Rồi là mua lá xoài này, khổ qua rừng về phơi rồi đun uống. Mất cả một năm như thế nhưng mà đường huyết nó vẫn cao ở cái mức là 10 đến 11 milimol. Thế nhưng mà nửa năm về đây thì cô không còn bị những cái triệu chứng đấy. Người nó thoải mái mà khỏe mạnh lắm. Vậy thì cái bí quyết của mình là ở đâu ạ? Cô có thể chia sẻ không ạ? Trong cái lúc mà cô đang bế tắc về cái căn bệnh của mình như thế thì được một người chị cho cô một cái giải pháp uống toàn diện về thảo dược, cây thìa canh này, mướp đắng này, hạt mê thi này,
rồi là lô hội cùng các nguyên tố vi lượng. Cô thấy người nó khỏe ra, cái đường huyết của cô lúc đó chỉ còn 7.5 mmol/L thôi. Mắt cô nó đã sáng hẳn ra, đọc được cả những cái chữ bé tí ấy, chứ không bị nhòe như lúc trước nữa. Và cái tình trạng tê bì hay là đau nhức chân tay là nó cũng hết hẳn. Cô đi khám lại ở bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô ấy, thì lúc đó là đường huyết của cô nó chỉ ở cái mức 6.2 mmol thôi. Rồi tình trạng gan nhiễm mỡ cũng đỡ hẳn. Cô được bác sĩ giảm liều thuốc tây xuống. Rất cảm ơn những chia sẻ của cô. Quay trở lại với chú Đặng Hiền Minh thì không biết là cái bí quyết gì giúp cho chú có thể hoàn toàn kiểm soát được lượng đường huyết trong cơ thể của mình ạ? Từ lúc mà lên đây để ngồi nghe bác sĩ tư vấn và chia sẻ thì tôi thấy rằng là mình cũng là rất may mắn và đã có những cái lựa chọn đúng về cái phương pháp toàn diện về thảo dược. Đường huyết đã về cái chỉ số an toàn, tức là 6.8 mmol/L. Và các cái triệu chứng gọi là nổi mẩn này, tiểu nhiều này, khát nhiều này, đói nhiều đã cải thiện rõ rệt và mắt của chú đã sáng hơn. Thế rồi là tê buốt chân tay là cũng giảm hẳn. Đấy, chú cấu ở chân thì đã thấy đau rồi. Khi mà làm việc nhà đấy, nếu mà nhỡ ra mà có bị gọi là dao giết cứa vào tay ấy, là coi như là chỉ 2-3 ngày là liền rồi, chứ không có bị như trước đây nữa. Thì bác sĩ có tư vấn là bây giờ ở cái mức này rồi, giảm một cái viên thuốc metformin ấy. Thế hiện nay là sức khỏe rất là tốt. Các cụ bảo giờ là một người khỏe, hai người vui đấy. Xin được chúc mừng cô chú đã tìm được một cái giải pháp vô cùng tuyệt vời để có thể kiểm soát được những cái vấn đề về sức khỏe của mình. Thưa bác sĩ, ngay từ đầu chương trình thì bác sĩ có chia sẻ là những cái thảo dược hoặc là những nguyên tố vi lượng giúp chúng ta hỗ trợ điều trị bệnh lý về tiểu đường. Cái giải pháp mà kết hợp được những cái thảo dược đó, vậy thì bác sĩ có thể nói rõ hơn về cái giải pháp này không ạ? Cô chú vừa chia sẻ đấy thì đã sáng suốt tìm ra giải pháp rất toàn diện để kiểm soát tốt cho bệnh tiểu đường. Khi một nguyên tố vi lượng trong đó có chrome, kẽm, magie, selen kết hợp với lại các thảo dược cho tiểu đường như là dây thiều canh, hạt methi, lô hội, rồi mướp đắng thì đều giúp hạ đường huyết an toàn, ổn định hơn, kiểm soát đường huyết tốt hơn, nâng cao khả năng phòng ngừa biến chứng trên tim, gan, thận, mắt, thần kinh. Khi kết hợp mà đông và ti thì giúp cho cô chú giảm liều ti, hạn chế tác dụng phụ của thuốc ti, giảm các cái gánh nặng cho gan và thận. Ngoài ra thì công nghệ bào chế siêu nano sẽ giúp cho tăng hiệu quả của các cái thảo dược đạt tiêu chuẩn GMP của Tổ chức Y tế Thế giới FDA của Hoa Kỳ, đã được Hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam đã bình bầu là 2 năm xuất sắc nhất và hàng năm 2014 và 2018 là giáo sư Trần Đáng đã tuyên bố. Từ ngày mắc bệnh tiểu đường, cô Xuân và chú Binh mới thấy được rằng sức khỏe quan trọng như thế nào. Và thật may mắn khi cô Xuân và chú Binh tình cờ đã biết được giải pháp giúp cô tìm lại được sức khỏe như hiện tại. Trong cái lúc tưởng chừng như cái căn bệnh của mình đã đi vào ngõ cụt ý, thì tôi được một chị bạn mách cho một cái giải pháp toàn diện từ thảo dược, gồm có các thảo dược như là dây thiều canh này, mướp đắng này, hạt mê thi này, lô hội cùng các nguyên tố vi lượng. Sau khi dùng, đường huyết của tôi nó đã giảm. Và sau khi dùng hết một liệu trình, khi tôi đi kiểm tra lại ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô ấy, thì lúc đó đường huyết ở cái chỉ số rất là đẹp, chỉ còn 5.9 thôi. Cái hiện tượng gan nhiễm mỡ của tôi cũng đỡ hẳn. Và tôi cũng được bác sĩ giảm liều thuốc tây xuống. Tôi chỉ dùng so với 1/2 liều thuốc như lúc ban đầu thôi. Bây giờ thì cơ thể của tôi khỏe lắm. Triệu chứng như là tê bì chân tay này, hay là đau nhức mu bàn tay bàn chân và rát bỏng thì đã không còn nữa. Kể cả cái chuyện đi tiểu đêm, rồi là khát nước và thèm ăn đồ ngọt cũng hết hẳn luôn. Mắt tôi thì bây giờ nhìn rõ rồi, cái chữ bé tí ti cũng đọc được. Da rẻ thì hồng hào trở lại, nên là tôi cảm thấy rất là mừng. Từ ngày mà sử dụng cái sản phẩm Boni Diabetes này của Mỹ, cái người nó khỏe, không còn là thở dốc này, cái chỉ số đường huyết đã về mức an toàn, thì bác sĩ Bệnh viện Nội tiết Trung ương đồng ý cho tôi sử dụng cái thuốc tây xuống là chỉ còn 1 viên, cái chỉ số đường huyết nó ổn định lắm ấy. Mắt tôi thì cũng sáng hơn rồi, thế rồi cái tê bì chân tay ấy, là cũng giảm hẳn, cái cân nặng là đã bình thường trở lại rồi, thế giờ ngủ ấy, thì cũng được ngon giấc hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng rằng bí quyết từ cô Xuân và chú Binh sẽ giúp những bệnh nhân tiểu đường có thêm niềm tin và nghị lực để chiến thắng căn bệnh nguy hiểm này.
Quả thật những thông tin từ góc độ chuyên gia của bác sĩ cùng với câu chuyện có thật của hai nhân vật trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị khán giả tin chắc là họ đã biết được những cái giải pháp tốt nhất để người ta ổn định được cái đường huyết của mình và kiểm soát được cái lượng đường tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Cơ thể bạn nói gì của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay.